Kẻ ra lệnh cấm gia tộc họ Lê xem VTV đã bị bắt. Chiều ngày 24 tháng 7 năm 2017, Lê Văn Lượng, 52 tuổi, trú tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, là một giáo dân ở xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, có quan hệ mật thiết với các đối tượng tay sai của Việt Tân trong nước cũng như Trần Thị Nga, Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn, những đối tượng trong vụ án Đậu Văn Dương và đồng bọn tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động chống phá thời gian qua ở Nghệ An và các tỉnh miền Trung, đã bị bắt, khởi tố và điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân quy định tại điều 79 Bộ luật hình sự. Một số nguồn tin cho hay Lê Đình Lượng có mối quan hệ mật thiết với Lê Quốc Quân, đồng thời đóng vai trò cầm đầu một số đối tượng là thành viên của tổ chức Việt Tân ở Nghệ An. Thông tin nhiều nguồn cho thấy do bị kích động, chỉ đạo của một số linh mục cực đoan ở giáo phận Vinh, đứng đầu là giám mục Nguyễn Thái Hợp, Lê Đình Lượng đã nổi lên như một cánh tay đắc lực cho các linh mục này tiến hành hàng loạt các hoạt động kích động, hoạt động biểu tình, gây rối trật tự công cộng, núp dưới danh nghĩa bảo vệ môi trường biển, khiếu kiện đòi bồi thường cho các ngư dân ở các tỉnh miền Trung. Thông qua nick Facebook là Lỗ Ngọc, Lê Đình Lượng đã xuyên tạc, đăng tải các bài viết có nội dung phản động, đưa thông tin sai trái nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân. Đầu tháng 4 năm 2017, Lượng đã phối hợp cùng một số đối tượng cực đoan mạo danh và cho đăng tải nguyên văn ra phả lệnh được cho là của gia tộc họ Lê Văn ở xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An lên Facebook cá nhân. Trong đó vu cáo đài truyền hình VTV1 tuyên truyền đưa sai sự thật về các hoạt động tuần hành gây rối của giáo dân tại Vinh và yêu cầu tất cả gia đình trong dòng tộc không được mở xem bất cứ chương trình nào của VTV1. Có một điều dễ thấy là mặc dù không phải do chính dòng tộc của mình soạn thảo, nhưng hệ lụy của nó thì lại không hề nhỏ. Không ít người khi chưa kiểm chứng nguồn tin đã bung ra những tiếng chửi độc địa, xấu xa cho dòng họ này, khiến cho gia tộc họ Lê Văn tố cáo kẻ mạo danh, bôi xấu dòng họ này. Việc bắt giữ Lê Đình Lượng là hoàn toàn đúng đắn, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với những việc làm sai trái của y, ngăn chặn những hành vi xúi dục, gây rối trật tự công cộng của những kẻ đắc tâm phá hoại đất nước. Đây cũng chính là lời cảnh báo cho những người lầm đường lạc lối, bị đám linh mục xấu lừa gạt, đẩy vào con đường sai trái. Nếu không sớm tỉnh ngộ, chắc chắn sẽ phải chịu sự xử lý nghiêm minh của pháp luật.